đầu tư 1.000 m2 để làm nhà lưới trồng các loại rau theo phương thức hữu cơ. Mỗi tháng tung ra thị trường khoảng 1,3 đến 1,5 tấn. Và dù đắt hơn hàng thông thường 25 đến 35%, vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhận thấy nhiều khách phải đặt trước vì sản phẩm thường xuyên cháy hàng trên kệ. Gia đình chị Phan Như Quỳnh, chủ trang trại Lâm Chi Farm, đã mở rộng thêm diện tích để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chúng tôi nhận thấy là nhu cầu của người tiêu dùng của rau sạch là rất là nhiều. Và hiện tại đang cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Chứ còn việc ăn thì vì thực tế là giá cả nó cũng là cao ấy, so với tập thể, cho nên là hiện tại chủ yếu là đối tượng khách hàng vẫn là hộ gia đình. Cũng giống như gia đình chị Quỳnh, trang trại của anh Bùi Hữu Hùng ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cũng dành hơn 1.000 m2 để trồng dưa chuột, dưa lưới vàng theo phương pháp hữu cơ và luôn được người tiêu dùng đón nhận. Chính sự ưa chuộng của người tiêu dùng là động lực cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bước chân vào lĩnh vực này. Đặc điểm cái dứa này mình không chuyển được, chưa có cái giống nó hiệu quả về cái khu vực miền Bắc. Nên mình sẽ sản xuất dưa chuột, một cây của dưa chuột thì cũng tầm được vài kỹ, ở đây là cũng bán hết. Còn để mình tuấn cánh, đến khi hầu nặng nóng hơn thì mình làm dưa lưới. Còn để mà lúc mà tuần lời điều kiện rét thì mình sẽ sản xuất dưa chuột. Sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hữu cơ không chỉ là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành một phần của lối sống hiện đại. Số liệu khảo sát của AC New Zealand chuyên nghiên cứu thị trường và quảng bá toàn cầu cho thấy, tại Việt Nam, 24% người tham gia khảo sát đang tiêu dùng thực phẩm hữu cơ hàng ngày. 16% và 21% người tiêu dùng sử dụng thực phẩm hữu cơ 4 đến 5 lần một tuần và 2 đến 3 lần một tuần. Khoảng 90% người khảo sát đồng ý rằng thực phẩm hữu cơ là đắt so với các sản phẩm khác cùng loại. Tuy vậy, phần lớn người tiêu dùng đồng ý chi trả thêm một khoản cho loại thực phẩm này. Người dân người ta cũng ý thức là để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cho cả con cháu, cho nên người ta để tìm hiểu đến cái rau hữu cơ, rau sạch hữu cơ để sử dụng để đảm bảo sức khỏe. Tuy là những như giá cả có đắt một chút nhưng mà dân vẫn cảm thấy là an toàn. Mặc dù người dân đều đồng ý rằng việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ hiện nay được khuyến khích và ủng hộ. Tuy nhiên, hầu hết chưa đánh giá cao tính hiệu quả của các văn bản pháp lý. Nói cách khác, người tiêu dùng cần một cơ sở để đảm bảo rằng họ thực sự mua được sản phẩm hữu cơ, thực sự mua đúng sản phẩm mà họ chấp nhận chi trả thêm, đắt hơn sản phẩm thông thường.